xin chào tất cả các chị em đã đến với kênh mỹ phẩm chính hãng Sếp Bắc Ứng. Thì rất là nhiều chị hỏi em là: em ơi, em có về hàng kem dưỡng ẩm cho da của hãng Neutrogena, cái này là dòng sản phẩm của Mỹ luôn, và cái dung tích cái dòng sản phẩm này á, cái hũ này là hũ bự nha mọi người, không phải là hũ nhỏ như mấy hôm em bán nữa, mà hôm nay em về cái hàng full luôn, hàng full luôn nha mọi người. Và đặc biệt là dòng sản phẩm Neutrogena này á, là water gel dưỡng ẩm cho da dầu, và dòng sản phẩm này á là dòng sản phẩm Hydro Plus và của hãng Neutrogena, được tung ra thị trường với cái chức năng giữ ẩm và phục hồi da, chống lão hóa, khả năng cấp nước ngay lập tức cho da khô, và vô cùng tốt với những cái công thức hyaluronic và acid giúp hydrate hóa cho da, khóa độ ẩm cho da và ngậm nước trong suốt 48 giờ, duy trì làn da căng mượt và dẻo dai, chất keo màu xanh trong mát lạnh và nhẹ tên vào làn da, thẩm thấu một cách rất là nhẹ nhàng, hoàn toàn không để lại cảm giác nhờn, rít bóng bẩy, không bị bít tắc lỗ chân lông. Hydrobot thông qua việc trực tiếp bổ sung nước và xây dựng hàng rào bảo vệ da với hai thành phần chính: ngôi sao sáng trên bầu trời cấp ẩm, hyaluronic acid tinh khiết là một cái chất có trong tự nhiên và giúp da tăng độ ẩm cho da, và nó hoạt động như là một miếng bọt biển hấp thụ đến 1000 lần lượng của nó trong nước và sau đó chuyển hóa vào da, giữ cho da ngậm nước và mềm mại suốt cả ngày. Chiết xuất ô liu được biết đến là khả năng bảo vệ và giữ ẩm, một chất oxy hóa rất là hiệu quả, và sự kết hợp giữa các acid béo tương tự như tấm lá chắn bảo vệ độ ẩm tự nhiên của da, nó tích hợp với cái hàng rào trắng của da và skin barrier, tạo thành một cái lớp cấu trúc bảo vệ không bị mất độ ẩm quá mức, đồng thời giúp da có cảm giác mềm mại và mịn màng, không bị nhờn bết dính. Và sản phẩm này không chứa dầu, không chứa chất nhuộm và màu tổng hợp, và không gây mụn cho da. Và dòng sản phẩm này rất là tốt, và cái hũ này là hũ lớn nha mọi người. Thì hôm nay em về hũ lớn này, rất là nhiều khách hỏi em ơi có về hàng lớn hay không, thì hôm nay em đã thông báo với tất cả các khách hàng yêu dấu của em là hôm nay em đã chính thức về hàng là 50ml, và cái dòng sản phẩm này bán rất là chạy. Hôm bữa giờ rất là nhiều chị, hầu như là bơm mờ em rất là nhiều luôn, và hàng về là chỉ còn vài hộp thôi, bởi vì cái dòng sản phẩm này rất là hot và rất là chất lượng. Cái dòng sản phẩm này em khuyên tất cả những chị em nào là đang có một cái làn da khô ấy, những làn da mà muốn cấp ẩm cho da, giúp cho da căng bóng là không bị chảy xệ da, thì nên sử dụng cái dòng sản phẩm này. Đặc biệt cái chất gel của nó khi mà đánh lên nó nhiệt tên luôn và không hề gây cảm giác là bít lỗ chân lông, là không hề là bết dính, cũng như là nó thẩm thấu và nó thi khi mà thoa lên, nó thi trong lỗ chân lông, giúp xi khích lỗ chân lông và làm sạch mát da và cấp ẩm cho da rất là tốt luôn. Đối với những chị nào mà da khô nè, da dầu, da nhờn đều có thể sử dụng cái em Neutrogena này. Đây là dòng sản phẩm cấp ẩm thường xuyên quanh năm suốt tháng, đối với những chị nào mà thức khuya, những cái chị nào mà hay sử dụng trên máy tính hoặc là hay ngồi máy lạnh thì nên sử dụng cái em Neutrogena này để giúp cho da của mình được căng bóng, được đẹp hơn, cũng như là giúp cho da của mình được khỏe hơn và tự tin hơn rất là nhiều. Thì đây là dòng sản phẩm giúp cho chị em chúng ta được tươi trẻ và đẹp hơn. Hãy nhanh tay liên hệ sớm cho em để được đặt hàng một cái hộp kem dưỡng trắng da như thế này với giá rất là tốt so với thị trường Việt Nam, cũng như là hàng này là hàng nhập khẩu chính thức tại Mỹ nha mọi người. Hãy nhanh tay đặt hàng bởi vì số lượng có hạn nha. Cảm ơn mọi người đã xem video bên em, và chị nào mà muốn mua dòng hàng chính hãng giá xỉ tốt nhất, rẻ nhất thì mọi người có thể là nhấn đăng ký kênh, hoặc là vào trong cái Facebook bên em là Facebook Trần Thị Alice chuyên sĩ mỹ phẩm, hoặc là vào trang Zalo của bên em là 0933 766 739, và số thứ hai là 0773339279, và số hotline bên em là 0355 838057. Đây là một dòng sản phẩm chất lượng cũng như là giúp giữ ẩm cho da, sáng mịn da, và đặc biệt là giúp cho cấp ẩm cho da, giúp da luôn luôn là căng mướt mịn nha mọi người. Cảm ơn mọi người rất là nhiều, chúc mọi người luôn luôn xinh đẹp, luôn luôn thành công nha. Bye bye.